Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu túi đựng bình giữ nhiệt xinh xắn như thế này Mình có làm dây sách Mặt trước thì trang trí họa tiết chú gấu buôn nè Đây là toàn bộ phần thân túi ha Form túi này thì mình sẽ làm form xuông từ trên xuống dưới Với đường kính đáy và miệng túi là 9cm Các bạn cũng có thể áp dụng công thức này để mình làm cho những cái mẫu bình với cái form xuông ha Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo lên qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 7 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Khi có được 7 mũi móc đơn, nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Thì đối với phần thân túi này mình sẽ kết thúc vòng ha. Khi kết thúc vòng để cho cái mũi kết thúc của mình nó đẹp hơn thì kéo cho mình sợi len dài lên, sau đó mình quốc thật mạnh lại cho cái mũi dời của mình nó nhỏ lại nè. Móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên hoàn tất tạo ra 7 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai móc mỗi chân một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu. Móc vào chân đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc. Mũi đầu tiên và mũi thứ hai. Sau đó làm tương tự cho 6 chân còn lại ha. Chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ ba móc hai mũi móc đơn Tương tự cho chân móc thứ tư, hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ năm cũng móc hai mũi móc đơn. Chân móc thứ sáu móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Và chân móc thứ bảy là chân cuối cùng ha, cũng móc hai mũi móc đơn. Sau khi móc đến kết thúc vòng thì vòng này mình sẽ có tổng cộng là 14 mũi móc đơn, tạo ra 14 chân cho vòng móc thứ ba. Tiếp tục kết thúc vòng nè đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời nhớ hơn kéo dài sợi len lên sau đó guốc lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại móc lên một mũi móc xích vòng tròn của mình nó đã khít rồi nè vòng móc thứ ba móc theo công thức như sau chân đầu tiên móc một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi thì chân thứ hai móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc như vậy là ở vòng móc thứ ba này mình sẽ có được cụm móc như thế này các bạn sẽ móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì khi kết thúc vòng mình sẽ có tổng cộng là 7 cụm như thế này ha một mũi móc đơn sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc ta sẽ có được cụm móc thứ hai cụm móc thứ ba nè Tiếp tục cột móc thứ tư. Cột móc thứ năm. Một móc đơn, hai móc đơn cùng chân móc. Cột móc thứ sáu. Cụm móc thứ bảy sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng ha. Một móc đơn, hai móc đơn cùng chân móc. Sau khi móc đến kết thúc vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 7 cụm, tăng được 7 mũi cho vòng móc này. Tiếp tục kết thúc vòng, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Cuốc lại cho mũi dời nhỏ lại nè. Móc lên một mũi móc xích. Vòng móc thứ tư mình sẽ dựa vào vòng móc bên trên. Vòng móc bên trên của mình có một mũi móc đơn, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Đây là công thức của vòng thứ ba thì vòng tiếp theo mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi vòng này mình có một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng chân nè thì vòng kế tiếp tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi mình sẽ có hai mũi móc đơn mỗi chân ha các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào hai chân chân đầu tiên nè một mũi móc đơn chân thứ hai một mũi móc đơn sau khi có được hai mũi móc đơn mỗi chân rồi thì chân kế tiếp móc hai mũi móc đơn cùng chân móc Ta sẽ có được cụm móc như thế này ha. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mình sẽ có tổng cộng là 7 cái cụm móc như thế này ha. Tăng được 7 mũi cho vòng móc thứ tư này. Hai mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm thứ hai. Tương tự cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng mình sẽ có tổng cộng là 7 cụm như thế này, tăng được 7 mũi cho vòng móc thứ tư. Tiếp tục kết thúc vòng, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Vòng móc tiếp theo sẽ làm tương tự như vòng móc mình vừa móc, tức là mình sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ lên thêm một mũi. Vòng bên trên của mình là hai mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân móc. Thì vòng kế tiếp tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Thì mình sẽ có 3 mũi mỗi chân ha. Tăng lên được một mũi nè. Móc cho mình ba chân liên tiếp mỗi chân một mũi nè. Chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Và chân thứ ba một mũi móc đơn. Sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc Như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Ba mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Ta có ba mũi móc đơn mỗi chân. Chân đầu tiên, chân thứ hai một mũi móc đơn và chân thứ ba một mũi móc đơn, sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc. Mình sẽ có được cụm móc thứ hai. Các bạn tiếp tục móc tương tự cho đến cuối vòng, sau đó mình sẽ móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Các vòng móc kế tiếp thì cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi cho từng hàng móc. Hàng này có 3 mũi thì hàng kế tiếp sẽ là 4 mũi, sau đó là 5 mũi và xen kẽ sẽ là hai mũi cùng chân móc ha. Móc cho đến khi ta đạt được đường kính của cái vòng tròn này bằng với cái kích thước các bạn cần. Vòng này là 3 mũi mỗi chân nè. Sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc Thì ở nhiều bài trước mình cũng đã nói đến cái cách mà các bạn có thể đảo công thức ha Thì khi mà mình làm theo công thức á Cứ móc tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mũi chân sau đó xen kẽ là hai mũi cùng chân Thì lúc này những cái mũi mà mình móc hai mũi cùng chân nó sẽ nằm chồng lên nhau Các hàng móc nó sẽ nằm chồng lên nhau nè Khi mình cứ tăng thêm nhiều vào móc á Thì nó sẽ bị cái điểm G Đây nó sẽ tạo ra những cái góc cạnh như thế này Nó sẽ không được tròn đều cho cái vòng tròn của mình ha thì các bạn sẽ đảo công thức cho mình ở những cái hàng móc mà mình có số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn. Ví dụ như hàng mà mình đang móc nè. Các bạn để ý hàng mình đang móc. Cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số lẻ nè. 3 mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân thì 3 mũi này là số lẻ, mình sẽ móc đúng theo công thức, tức là móc cái số mũi móc đơn trước sau đó mới đến 2 mũi cùng chân. Còn đối với những cái hàng móc nào mà có số mũi móc đơn lẻ là số chẵn. Ví dụ như hàng kế tiếp của mình nè bốn mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân. thì hai mũi móc đơn cùng chân của hàng này nó nằm chồng với hai mũi móc đơn cùng chân của hàng phía dưới. các bạn sẽ đảo công thức cho mình. số mũi móc đơn lẻ mỗi chân đang là số chẵn nè, bốn mũi thì mình sẽ chia đôi ra. tức là các bạn sẽ đưa cho mình hai mũi cùng chân vào chính giữa của bốn mũi này. thì mình sẽ móc như sau ha. đầu tiên sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn mỗi chân trước sau đó sẽ đến hai mũi móc đơn cùng chân móc và tiếp tục là hai mũi móc đơn mỗi chân như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này hai mũi mỗi chân hai mũi cung chân và hai mũi mỗi chân mình cộng lại cũng có được tổng cộng là bốn mũi móc đơn mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân ha thì lúc này các cái mũi mà mình móc hai mũi cùng chân móc nó sẽ nằm xéo với nhau chứ nó không có nằm chồng lên nhau nó sẽ giúp cho cái vòng tròn của mình nó được đều hơn ha Ta sẽ móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy cho đến khi mình đạt được cái đường kính của vòng tròn này. Sau khi móc thêm nhiều vòng móc và nhớ đảo công thức ở những hàng móc có số mũi móc đơn lẻ là số chẵn ha, thì cái vòng tròn của mình nó sẽ đều hơn nè. Và cái đường kính lúc này nó đã bằng với cái đường kính của cái bình mà các bạn đang sử dụng rồi. Đường kính mà mình đang có khoảng tầm 9 cho đến 9,5 cm ha, thì nó có thể xê xích khoảng tầm 1 cm. Thì bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân khi móc lên phần thân thì cũng rất là đơn giản mình sẽ không cần phải tăng mũi cũng không cần giảm mũi ha lưu ý ở hàng đầu tiên khi mà mình móc phần thân đi lên nè mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường móc nằm ở bên dưới như thế này theo cái chiều mà mình đang móc ha thì một chân móc của nó sẽ có hai cái đường tất cả các cái chân móc của cái hàng đầu tiên mình sẽ đâm kim vào đường nằm bên dưới ha đây chân đầu tiên nè đâm kim vào cái đường này móc cho mình vào đó một mũi móc đơn sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại ha cho đến cuối vòng mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn và đều đâm kim vào cái đường nằm bên dưới theo chiều mà mình đang móc nè móc tương tự cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng ta sẽ có được cái độ sâu cho cái phần thân ha có được một cái đường nó có thể phân biệt được đâu là đáy và đâu là phần thân đi lên nè Tiếp tục kết thúc vòng Nhớ gút lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại nha Để cho cái hàng móc của mình nó được đẹp hơn Sau đó móc lên một mũi móc xích Từ hàng móc thứ hai của phần thân các bạn sẽ móc cho mình luôn vào chân móc Chứ không cần phải móc vào đường nằm ở bên dưới nữa Mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Lúc này nó sẽ đơn giản rồi Các bạn cứ móc đều cho mình ha Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng, sau đó thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của phần thân túi. Mẫu túi này chính giữa mình có thay màu để mình tạo áo cho chú gấu của mình nè. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay màu ha. Kết thúc cái vòng móc này nè, cũng đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, sau đó móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Để canh được cái kích thước này thì lấy cho mình cái chiều cao của toàn bộ phần thân túi chia đôi ra Hai cái màu mà mình vừa hoàn tất đây nó sẽ sắp xỉ bằng một nửa so với chiều cao của phần thân túi Tức là cái phần thân màu đỏ này với phần thân màu vàng phía dưới nó sẽ bằng nhau ha Và cái kích thước hai màu này cộng lại nó gần bằng một nửa so với chiều cao phần thân túi Còn lại phần thân trên sẽ là phần đầu ha Để thay màu thì đưa cho mình sợi len ra phía sau Ở cái sợi len thừa mà mình vừa kết thúc cái phần thân màu đỏ Phía trước nó là chân mình móc buổi giờ kết thúc Phía sau nó sẽ là cái chân của mũi dời, là cái mũi mà mình thường kéo lại cho nó nhỏ lại á. Mình sẽ đâm kim vào cái chân của mũi dời đó. Sau đó các bạn sẽ kéo cho mình cái sợi len qua chân của mũi dời này ha. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Mình đưa cái sợi len màu đỏ một bên và sợi len màu vàng một bên nè. Lúc này mình sẽ móc các cái mũi móc đơn vào mũi chân móc thì chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng phía dưới ha. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết vòng. Khi móc thì nhớ dấu sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải dấu len nhiều ha. Móc đến gần cuối hàng thì cái sợi len màu đỏ ở phía sau các bạn cũng móc dấu cho mình vào trong mũi móc luôn. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Cứ móc cho đến khi mình đạt được tổng chiều cao của toàn bộ phần thân túi là được. Sau khi đã hoàn tất cho mình được chiều cao của toàn bộ phần thân túi, mình sẽ có được một cái form túi với hình trụ như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái phần dây quai ha. Phần dây quay thì từ cái điểm mà mình vừa kết thúc của cái hàng móc cuối cùng này luôn. Khi kết thúc thì mình móc lên một mũi móc xích rồi. Các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi móc đơn vào các cái chân móc. Tùy vào sở thích của mỗi người mà các bạn sẽ canh cho mình cái độ dày của phần dây quay cho phù hợp ha. Mình sẽ móc 5 mũi móc đơn cho 5 chân móc. Mũi thứ năm nè, thì độ dài phần dây quay của mình nó sẽ nằm ở 5 cái mũi móc như thế này. Được 5 mũi tạo cái độ dày cho phần dây quay rồi móc lên một mũi móc xích sau đó ta quay ngược đầu móc lại lúc này mình sẽ có 5 cái chân móc của cái hàng móc kế tiếp thì hàng móc kế tiếp mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn mình sẽ có 5 mũi móc đơn vào 5 chân ha mũi đầu tiên nè mũi thứ hai vào chân thứ hai mũi thứ ba vào chân móc thứ ba tiếp tục mũi thứ tư vào chân thứ tư và mũi thứ năm được 5 mũi rồi thì móc lên tiếp tục một mũi móc xích quay ngược đầu móc lại và mình sẽ làm tương tự thêm nhiều hàng móc như vậy nữa ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn, mình sẽ có 5 mũi móc đơn vào 5 chân cho mỗi hàng móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái chiều dài của phần dây quai. Sau khi đã hoàn tất cho mình được chiều dài của phần dây quai rồi nè, mình sẽ nối vào cái phần đối diện ta sẽ có được một cái độ rộng như thế này cho phần dây ha. Kết thúc thì cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Sau đó mình sẽ sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu. Để khâu cho cái đầu dây quai này nó bằng với cái đầu dây quai bên này nè. Tức là nó sẽ đối xứng với nhau á. Các bạn sẽ gặp cho mình cái phần túi lại. Và mình sẽ đếm cái số mũi móc ở hai bên cho nó bằng nhau. Và mình sẽ lấy các cái chân móc đối diện bên đó đây ở đây mình sẽ có những cái chân móc đối diện như thế này. Thì các bạn sẽ khâu lần lượt cho mình vào năm chân ha. Đối với cái điểm khâu đầu tiên nè. Điểm khâu đầu tiên thì các bạn sẽ khâu cho mình hai lần vào cái chân móc đó để mình cố định lại được cái đường khâu ha. Sau đó các chân còn lại thì mình cứ khâu tương tự. Đây khâu vào hai chân móc tương ứng với nhau, sau đó kéo lên. Và làm tương tự cho mình cho các chân còn lại ha. Ở cái đường khâu cuối cùng cũng làm tương tự như đường khâu đầu tiên, tức là mình sẽ đâm kim hai lần liên tiếp. Để mình cố định lại được đường khâu sau đó giấu sợi len thừa vào trong mũi móc, ta sẽ hoàn tất được phần dây quai ha. Giấu sợi len thừa. Như vậy là ta sẽ có được một cái form túi hình trụ như thế này. Bây giờ mình sẽ móc các cái họa tiết trang trí Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn ha. Ở đây mình sẽ móc cái phần mũi nè. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi hoàn tất được 6 mũi móc đơn rồi, nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Sau đó đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên có 6 mũi móc đơn tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai mỗi chân móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho mình cho thêm 4 chân còn lại ha. Chân thứ ba 2 mũi móc đơn nè. Chân móc thứ tư tương tự. Chân thứ năm cũng móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc và chân thứ sáu hai mũi móc đơn cùng chân móc sau khi hoàn tất đến cuối vòng thì kết thúc vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích buốt thật mạnh lại thì vòng tròn của mình nó sẽ nhỏ lại ha vòng thứ hai hoàn tất sẽ tạo ra được 12 mũi móc đơn có 12 chân cho vòng thứ ba thì vòng thứ ba móc cỡ móc một mũi móc đơn sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc nó tương tự giống như công thức mà mình móc ở phần đáy túi ha nhưng mà chỉ khác là mỗi vòng móc mình sẽ có 6 cụm một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng chân móc móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng hoàn tất được vòng này rồi nè thì tiếp tục vòng kế tiếp sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên để cho cái vòng này nó có cái độ rộng ra hơn ha phù hợp với cái phần thân túi hơn mình sẽ có hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc thì ta sẽ có được cụm móc như thế này ha hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc tương tự cho đến cuối vòng mình cũng có được 6 cụm như thế này ha sau khi móc đến cuối vòng thì phần mũi của mình nó sẽ có cái độ rộng như thế này nó đã phù hợp với phần thân túi rồi tăng giảm sai thì các bạn cứ tăng hoặc là giảm cái số hàng móc tăng mũi ha đến hàng kế tiếp thì mình không cần phải tăng mũi nữa các bạn cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến khi mình đạt được cái độ sâu của phần mũi mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn ha móc tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc như vậy nữa đối với phần mũi thì ở đây mình sẽ có 3 hàng móc đều không tăng mũi cho cái phần mũi nó có cái độ cao như thế này rồi nè phù hợp với cái phần thân túi rồi thì các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng cái đoạn len này mình khâu cái phần mũi này vào trong thân túi ta sẽ hoàn tất được phần mũi ha tiếp tục đến phần tai phần tai thì công thức móc cũng tương tự giống như cái phần mũi nhưng mà chỉ khác là các bạn chỉ móc tăng cho mình ba hàng móc thôi mình sẽ dừng lại ở hàng móc một mũi móc đơn sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc đã có được một cái độ rộng như thế này rồi thì cái hàng móc kế tiếp mình không cần phải tăng mũi nữa mỗi chân móc một mũi móc đơn lúc này cái hàng móc này của mình sẽ có tổng cộng là 18 mũi móc đơn và 18 chân ha móc tương tự cho đến cuối hàng sau đó thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được cái độ cao của phần uh, tay nè đối với size túi này thì phần tay mình sẽ có 3 hàng móc tăng mũi và 5 hàng móc đều không tăng mũi ha đã có được cái độ sâu như thế này rồi thì cái phần tay các bạn cũng cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài khi khâu thì mình sẽ gặp cái phần tay theo cái chiều này và mình sẽ khâu vào trong thân túi tức là mình không ngồi nhồi gòn ha mà mình sẽ khâu dẹp cái phần tay tiếp tục sẽ là phần chi trước hay mình sẽ gọi là tay đi ha thì công thức móc nó sẽ tương tự giống như là cái phần tay, tức ta sẽ có 3 hàng móc tăng mũi. Được 3 hàng móc tăng mũi rồi các hàng móc kế tiếp không cần phải tăng mũi ha. Các bạn sẽ móc thêm nhiều hàng móc đều không tăng mũi cho đến khi mình đạt được cái độ sâu của phần tay. Thì lúc này mình sẽ có 18 mũi móc đơn vào 18 chân. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi cái tay của mình nó có được một cái độ sâu ha ở cái tay này mình có phối thêm màu đỏ nè màu đỏ và màu vàng nó sẽ có cái độ cao bằng nhau ha ở hàng móc cuối cùng thì mình sẽ giảm mũi để giảm mũi thì chân đầu tiên móc cho mình một mũi móc đơn vào chân đầu tiên được mũi móc đơn vào chân đầu tiên thì hai chân kế tiếp chậm lại thành một mũi cách chậm như sau ta đâm kim vào đường móc bên ngoài của chân kế bên sau đó đưa kim ra phía ngoài và đâm vào đường móc bên ngoài của chân kế tiếp được ba đường trên kim thì kéo qua hai đường trên kim sau đó kéo qua hai đường như vậy là ta sẽ có được một mũi chậm ha móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng mình sẽ có một móc đơn và hai chân chậm mũi nè cụm thứ hai một mũi móc đơn vào chân kế bên sau đó sẽ là hai chân chậm mũi ha cũng lần lượt đâm kim vào hai đường móc bên ngoài của hai chân đường thứ nhất nè và đường thứ hai sau đó kéo len qua hai đường trên kim và kéo qua hai đường trên kim ta có được cụm thứ hai ha Móc tương tự cho đến cuối vòng mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm như thế này. Cụm thứ ba nè. Tiếp tục cụm móc thứ tư. Một móc đơn. Sau đó là hai chân chụm mũi. Tiếp tục cụm móc thứ năm. Một móc đơn. Hai chân chụm mũi. cụm thứ sáu nó sẽ nằm ở ba chân móc cuối cùng ha một móc đơn sau đó là hai chân chụm mũi ta giảm đi được 6 mũi móc cho vòng này thì tiếp tục kết thúc ha móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len các bạn cũng cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này khâu vào trong thân của túi nhồi một ít gòn vào bên trong cho phần tay của mình nó được cứng cáp hơn ta sẽ hoàn tất được phần tay như thế này khi khâu phần tay thì mình sẽ gặp cái phần tay theo cái hướng như thế này và mình sẽ sử dụng kim khâu để khâu phần tay ở cái mép như thế này ha bây giờ mình sẽ móc cái phần chân ở dưới ta sẽ tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút từ nút này sẽ móc lên bốn mũi móc xích mũi thứ nhất mũi thứ hai mũi thứ ba và mũi thứ tư được bốn mũi tạo cái độ dày cho cái phần chân rồi móc lên một mũi móc xích chân móc đầu tiên móc một mũi móc đơn. Tiếp tục hai chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn ha. Mình có mũi móc đơn thứ hai vào chân thứ hai, mũi móc đơn thứ ba vào chân thứ ba. Sau khi hoàn tất được ba mũi móc đơn vào ba chân móc thì còn lại một chân cuối cùng. Chân cuối cùng đó các bạn sẽ móc cho mình vào đó bốn mũi móc đơn cùng chân móc. Móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, và mũi móc đơn thứ tư. Khi có được bốn mũi móc đơn vào cái chân móc cuối cùng đó rồi thì di chuyển kim đến các chân bên này. Mình sẽ có ba chân móc thì hai chân kế tiếp móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Mình sẽ có một mũi nè. Và chân kế bên. Khi móc nhớ dấu sự len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải dấu lên nhiều ha. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai. Còn lại một chân cuối cùng thì ban đầu mình đã móc một mũi móc đơn rồi. Các bạn tiếp tục móc cho mình ba mũi móc đơn vào cùng chân móc đó để ta có tổng cộng là bốn mũi bằng với cái đầu bên kia ha mũi thứ nhất nè tiếp tục mũi thứ hai và mũi thứ ba như vậy là ở đây mình cũng có được bốn mũi ha kết thúc vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời nhớ quốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại sau đó móc lên một mũi móc xích tiếp tục đến cái hàng móc thứ hai hàng móc thứ hai chân đầu tiên móc hai mũi móc đơn cùng chân móc mũi đầu tiên và mũi thứ hai hai chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn mũi thứ nhất mũi thứ hai chân kế tiếp sẽ là chân đầu tiên của bốn mũi mà mình móc vào cùng một chân móc ha thì bốn cái chân liên tiếp đó mỗi chân móc hai mũi móc đơn cùng chân móc hai mũi móc đơn đầu tiên nè để không có bị lầm mũi các bạn có thể dùng kim đánh dấu đánh dấu vào cái chân đầu tiên của hai mũi mà mình vừa móc vào cùng chân móc đó đánh dấu vào chân đó ha sau đó tiếp tục móc ba chân kế tiếp mỗi chân là hai mũi móc đơn ha chân thứ ba của bốn mũi đó cũng móc hai mũi móc đơn nè và tiếp tục chân thứ tư của bốn mũi đó cũng móc hai mũi móc đơn như vậy là ở đây mình sẽ có bốn chân mỗi chân có hai mũi móc đơn cùng chân móc Tiếp tục hai chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Chân kế bên sẽ là cái chân đầu tiên của ba mũi mà mình móc vào cùng chân móc cuối cùng thì ba chân đó mỗi chân móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Lần thứ nhất nè. Tiếp tục lần thứ hai. Và lần thứ ba. ta hoàn tất được hàng móc thứ hai ha kết thúc hàng móc thứ hai đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích hàng móc thứ ba tiếp tục tăng mũi cho cái phần chân của mình nó có cái độ rộng ra chân đầu tiên sẽ móc một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào chân đầu tiên chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc thì ở đây mình sẽ gọi là cụm móc của hàng móc thứ ba ha đây cụm móc của nó sẽ là một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc, ta sẽ gọi là một cụm nè. Được một cụm rồi hai chân móc kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Chân kế bên sẽ là chân mà mình đánh dấu nè, là cái chân đầu tiên của cái cụm mà mình móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì lúc này từ cái chân móc này các bạn sẽ móc cho mình 4 lần liên tiếp cái cụm một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc ha. Một móc đơn nè. Có thể đánh dấu vào cái chân đầu tiên đó, sau đó là hai móc đơn vào cái chân móc kế bên. Ta sẽ có được một cụm. Làm tương tự cho mình cho đến khi mình đạt được bốn cụm liên tiếp ha. Cụm thứ hai nè. Tiếp tục cụm thứ ba. Một móc đơn. Hai móc đơn cùng chân móc. Và cụm thứ tư. Một móc đơn. Hai móc đơn cùng chân móc. Ta được bốn cụm liên tiếp rồi. Thì hai chân kế tiếp móc cho mình mỗi chân một mũi móc đơn. Lúc này mình còn lại 6 chân móc ha, thì sáu cái chân đó các bạn sẽ móc cho mình ba cái cụm liên tiếp. Cụm của mình tương tự như các cái cụm mà mình vừa tạo ha, một móc đơn, sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Ta đạt được cụm đầu tiên. Tiếp tục cụm thứ hai. Một móc đơn. Hai móc đơn cùng chân móc cụm thứ ba sẽ nằm ở hai chân cuối cùng một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc kết thúc cái hàng móc thứ ba nè cũng đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích lúc này cái phần chân của mình nó sẽ có được một cái độ rộng ra như thế này các cái hàng móc kế tiếp thì mình sẽ không cần phải tăng size nữa mình có 28 mũi móc đơn cho cái hàng móc thứ ba này thì hàng móc thứ tư mình móc đều không cần phải tăng mũi tức các bạn sẽ móc cho mình vào 28 chân đó mỗi chân móc một mũi móc đơn các bạn sẽ móc cho mình hàng móc thứ tư và thứ năm tương tự như vậy ha mỗi hàng sẽ có 28 mũi móc đơn mình sẽ gặp nhau ở hàng thứ sáu Sau khi hoàn tất được đến hàng thứ năm thì ở hàng thứ sáu mình sẽ tiến hành giảm mũi để tạo cái phần chân mũi chân ở đây ha. Thì ở cái hàng móc thứ sáu này các bạn sẽ móc cho mình 5 chân liên tiếp mỗi chân một mũi móc đơn. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư và mũi thứ năm. Được 5 mũi rồi đến cái chân kế tiếp là chân mình đánh dấu ha. Các bạn sẽ tháo kim đánh dấu ra. Sau đó từ đây mình sẽ móc cụm ha, Cụm thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân mình đánh dấu đó một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, hai chân móc kế tiếp mình sẽ tiến hành giảm mũi. Ta sẽ đâm kim vào chân móc kế bên, sau đó kéo len qua chân móc. Giữ nguyên cái vị trí này ha. Đâm kim vào chân móc kế tiếp. Sau đó kéo len qua chân móc. Được 3 mũi trên kim thì kéo len qua hết 3 mũi trên kim. Ta sẽ có được một mũi chụm. Mình có được cụm móc như thế này ha móc tương tự cụm này cho mình cho đến khi mình đạt được bốn cụm liên tiếp. Một móc đơn nè. Sau đó là hai móc đơn chụm chân lại. Ta có được cụm thứ hai. Tiếp tục cụm thứ ba, một móc đơn, hai chân liên tiếp chụm mũi. Ta cụm thứ tư, một móc đơn, hai chân liên tiếp chụm mũi. Khi đã hoàn tất cho mình được 4 cụm giảm mũi liên tiếp với nhau thì còn lại 11 chân lúc này cái phần đỉnh dày của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại 11 chân còn lại mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn và mỗi chân móc mình sẽ móc cho đến cuối hàng ha sau khi hoàn tất đến cuối hàng thì tiếp tục hàng kế tiếp giảm mũi cho cái phần đỉnh nó có cái độ nhỏ lại hơn ha mình sẽ móc vào năm chân đầu tiên mỗi chân một mũi móc đơn mũi đầu tiên mũi móc thứ hai mũi móc thứ ba mũi thứ tư mũi thứ năm được năm mũi móc đơn vào năm chân rồi chân kế tiếp là chân mình đánh dấu thì từ cái chân mình đánh dấu này các bạn sẽ móc cho mình bốn cái mũi chậm liên tiếp với nhau thì các cái mũi chậm làm tương tự như mũi chậm phía dưới ha lần lượt đâm kim vào hai chân móc sau đó kéo qua ba đường trên kim ta được mũi chậm đầu tiên đánh dấu nè tiếp tục mũi chậm thứ hai đâm kim vào hai chân móc liên tiếp kéo qua ba đường trên kim ta có mũi chậm thứ hai mũi chậm thứ ba và mũi chậm thứ tư khi có được bốn mũi chậm liên tiếp rồi thì phần đỉnh dày của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại hơn ha còn lại 11 chân thì mỗi chân móc một mũi móc đơn móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau khi hoàn tất đến cuối hàng thì hàng móc kế tiếp cũng tiếp tục giảm mũi mình sẽ móc 5 chân liên tiếp mỗi chân một mũi móc đơn mũi đầu tiên mũi móc thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư mũi thứ năm chân kế tiếp là cái chân mình đánh dấu thì các bạn sẽ tháo cho mình kim đánh dấu ra ở hàng bên dưới mình có bốn cái mũi chậm liên tiếp với nhau thì bốn mũi chậm này mình sẽ chậm hai chân liên tiếp lại thành một mũi ha mình sẽ giảm đi hai mũi nè đâm kim lần lượt vào hai chân móc liên tiếp sau đó kéo lên qua ba đường trên kim ta được mũi chậm đầu tiên tiếp tục mũi chậm thứ hai khi có được hai mũi chậm liên tiếp thì còn lại 11 chân móc 11 chân móc đó móc mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cuối hàng Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có tổng cộng là 18 chân móc cho hàng móc kế tiếp. Nó sẽ bằng với kích thước 18 chân của cái phần tay rồi ha. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn và ta không cần phải giảm mũi nữa. Mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Cứ mỗi hàng móc thì mình sẽ móc 18 mũi móc đơn vào 18 chân cho đến khi cái phần chân nó có cái độ cao Và độ cao này nó sẽ cao hơn cái phần tay khoảng tầm 1 cho đến 2 hàng móc sau khi đã hoàn tất được chiều cao của phần chân rồi, cái hàng cuối cùng của phần chân các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái phần tay, tức mình sẽ móc 6 cái cụm một mũi móc đơn xen hai chân chậm mũi ha, để cho nó có cái độ bo nhỏ lại. Sau đó các bạn sẽ nhồi gòn cho mình vào bên trong cho phần chân của mình nó được cứng cáp hơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khâu các cái họa tiết vào trong thân túi. Ở đây mình đã khâu sẵn các cái họa tiết vào trong thân túi rồi nè. Phần tay thì các bạn không cần nhồi gòn ha, mình sẽ gặp đôi cái phần tay lại, sau đó mình sẽ khâu lệch về một góc 45 độ như thế này cho hai tay. Phần mũi thì mình sẽ khâu một vòng tròn, nhồi gòn vào bên trong và hai tay cũng như hai chân này để cho hai tay và hai chân nó chỉ ra phía trước ha nó không có bị lệch ngang thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khâu nè phần chân ha phần chân thì nó sẽ khâu xa hơn phần tay tức là nó khâu lệch ra phía sau khoảng tầm 1 cm nếu những bạn nào mà khâu không có khéo á, thì các bạn cũng có thể sử dụng cho mình keo nến để mình đến cố định cũng được ha thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khách khâu cái chân còn lại nè Phần tay thì mình sẽ khâu thẳng với cái mép của phần tay. Còn phần chân thì mình sẽ lùi từ phần tay ra 1cm. Cặp đôi cái phần chân lại theo cái mũi mà mình vừa kết thúc. Sau đó ta đưa cái phần tay, phần chân ướm vào phần tay nè. Nó sẽ lệch khoảng tầm 1cm ha. Phần tay thì các bạn sẽ khâu cho mình sát mép của cái họa tiết màu đỏ từ trên xuống. Còn phần chân thì từ màu vàng đi dưới lên ha ở từ thân túi thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào hai cái chân móc nằm ngang và hai cái chân móc tương đương ở cái phần chân nè tiếp tục hoa hàng móc kế tiếp đâm kim từ phải qua trái sau đó đâm kim vào hai chân móc song song của cái phần chân kéo lên các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho các cái chân còn lại ha Phần thân túi thì cứ đâm kim vào hai cái chân móc nằm ngang Đâm từ phải qua trái Còn cái phần chân thì mình đâm kim vào hai chân móc song song và tương ứng với nhau Sau đó khâu lại ha Để cho cái mũi khâu của mình được chắc chắn hơn thì cái điểm khâu đầu tiên và điểm khâu cuối cùng các bạn sẽ đâm kim cho mình hai lần để mình cố định lại được đường khâu ha. Sau khi đã khâu hết các cái mũi mắt của phần chân cũng như phần tay rồi nè thì để cho cái phần chân của mình nó được cố định. Mình có thể sử dụng keo mình chích ở chính giữa để mình cố định lại được chân nó không có bị lệch ra khi mà mình khâu một đường nè. Hoặc là nếu các bạn xiên á mình có thể khâu bằng tay ha. Để khâu lại thì mình sẽ khâu tam giác Đây khâu các cái mép này lại nè Đây mình sẽ khâu theo cái chiều tam giác như thế này Và tương ứng cho bên chân cũng vậy ha Ta đâm kim vào chân móc tương ứng ở phần thân túi nè Sau đó chân móc tương ứng của phần chân Các bạn khâu lại ha Mình sẽ khâu cho nó thành một cái hình tam giác nhỏ ở bên trong Sau khi đã khâu thì cái phần chân của mình nó sẽ được cố định ở trên phần thân túi rồi ha. Các bạn sẽ giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Phần tay thì cũng khâu tương tự nè. Đây, ta sẽ có được phần chân và tay như thế này ha. Phần mũi thì mình sẽ khâu vào các cái chân móc tương ứng, còn phần tay thì các bạn cũng khâu tương tự giống như phần chân, tức là mình khâu một đường chéo như thế này rồi. Thì mình sẽ lật ra cái phần bên trong của tay á, phần phía sau của tay mình sẽ khâu thêm một cái hình tam giác ở phía sau ha, sát với cái phần thân túi để cho phần tay của mình nó không có bị chạy ha như vậy là ta đã khâu hoàn tất được tất cả các cái họa tiết vào trong thân túi các bạn có thể đính cho mình thêm mắt mũi cũng như là trang trí hai má cho gấu của mình nè mình sẽ sử dụng mà len màu đen ha tạo thêm cái miệng ở phía dưới và chân mày cho chú gấu của mình thêm xinh xắn hơn và để cho cái phần thân áo của mình nó được xinh xắn thì mình sẽ móc một chú ong nhỏ ở phía trước các bạn tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Mình sẽ móc lên 4 mũi móc xích. 1 2 3 và 4. Khi được 4 mũi móc rồi thì móc lên tiếp một mũi móc xích. Sau đó đâm kim lần lượt vào 3 chân liên tiếp, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Còn lại cái chân móc cuối cùng thì cái chân đó các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn ha. Nó sẽ tương tự giống như cách mà mình móc cái chân của gấu Nhưng mà chỉ khác là cái chân cuối cùng này mình chỉ móc 3 mũi thôi Được 3 mũi rồi thì di chuyển kim đến các chân còn lại Mình sẽ móc 2 mũi móc đơn vào hai chân trước Khi móc nhớ dấu lên thừa ha Mũi thứ nhất và mũi thứ hai còn lại chân cuối cùng thì ban đầu mình đã móc một mũi móc đơn rồi tiếp tục móc thêm hai mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng đó để ta có được ba mũi bằng với cái đầu còn lại ha đây kết thúc vòng này đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích hàng móc thứ hai chân đầu tiên móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc sau đó hai chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn Chân kế tiếp sẽ là chân đầu tiên của ba mũi ta móc vào cùng chân móc. Thì từ cái chân móc đó các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn. Mình sẽ có ba chân liên tiếp, mỗi chân là hai mũi móc đơn ha. Tiếp tục hai mũi móc đơn vào chân kế bên. Hai mũi móc đơn vào chân thứ ba của ba mũi ta móc vào cùng chân móc. Kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn, mỗi chân còn lại hai chân cuối cùng thì mỗi chân móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc sau khi móc được đến chân cuối cùng rồi thì kết thúc vòng ha móc lên một mũi móc xích hai vòng tròn này nó sẽ tạo cho mình được một cái độ rộng cho cái phần thân của chú ông rồi nè nó đã vừa với cái kích thước của phần thân áo của chú gấu của mình rồi thì các bạn sẽ tiến hành cắt len và mình sẽ tạo cái phần cánh tạo cho mình một vòng tròn sau đó móc lên hai mũi móc xích móc vào cái vòng tròn đó một mũi kép đơn móc lên hai mũi móc xích móc tiếp vào vòng tròn đó một mũi dời móc lên hai mũi móc xích móc vào vòng tròn đó một mũi kép đơn móc lên hai mũi móc xích và tiếp tục một mũi dời vào vòng tròn đó sau đó kéo dài sợi len và cắt len cắt một đoạn len vừa đủ dài lúc này mình sẽ có hai đầu len ha Quốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại thì cái đầu len ban đầu với đầu len mà mình vừa cắt các bạn sẽ quấn một vòng quanh cái phần cánh này vào chính giữa và mình cột lại ha bẻ cong lên nè và gắn cho mình ở phía sau đuôi của chú ong các bạn sẽ trang trí cho mình mắt cũng như là thân của chú ong nè Sau đó đến cố định cái phần cánh ở phía dưới Mình sẽ có được một chú ong xinh xắn như thế này Sử dụng keo và đến cố định cho mình chú ong này lên trên thân áo Ta hoàn tất được họa tiết trang trí cho phần thân túi Bên trong thì các bạn sẽ bỏ cho mình cái bình giữ nhiệt vào bên trong ha Như vậy là mình vừa hoàn tất được một cái bình giữ nhiệt với họa tiết chú gấu buôn xinh xắn như thế này Mẫu này sẽ phù hợp với những cái bình giữ nhiệt với hình trụ thẳng từ trên xuống dưới. Các bạn có thể tăng giảm size tùy thích. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.